Đầu tiên xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá từ mình Tổ Quốc. Hôm nay em tục lên ra một clip gồm một lô cán vợt cho anh em, một lô cán vợt là một lô cán vợt carbon hàng kiện Nhật về. Thì em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán lấy hàng lỗi không giống clip em lên á thì sẽ dừng lại. Rồi cảm ơn anh em. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem nha. Nhất mình tham khảo. Thì cây thứ nhất là một cây cán vợt hàng của hàng Ronfit nha anh em. Đó. Thì cây này cán vợt carbon, cây này dài chỉ 1m8 thôi nha mọi người. À, dài 1m8 thôi. Dạng này thì chuyên cho anh em câu trên bè nha anh em, câu trên bè, câu trên ghe, đó, rất là nhỏ gọn tiện lợi. Ốc con này ốc 11 nha anh em, đó, vậy anh em đo ốc 11 gắn vô là ráp vô là ok. Ngoại hình còn sạch sẽ đẹp đẽ nha anh em, đó, rất là nhỏ gọn luôn. Thì cái này dài 1m8, nặng là 125g, thu gọn là 74cm, giá là công khai là 300k cộng ship nha. Tiếp theo là con số 2, thì con số 2 em lên trong người là một cây cán vật Nhật nha nè, đó hàng kỳ Nhật. Thì cái cán quạt này là 3m6, hàng là carbon 2 da nha nè, đó chất liệu với liệu carbon nha nè, đó thì cái này còn rất là mới luôn á, này đó dạng carbon 2 da này, vảy cá rất là đẹp luôn, sẵn lên tới ngọn tới đọt trên đây luôn nè, đó rất là đẹp nha nè, đó cây mới à, mới kinh khủng luôn. Dài 3m6 nha nè, dài 3m6. Đó, rất là mới luôn. Kéo ra rất là thẳng luôn nha nè. Đó. Sắn nhít 2 da, đó carbon 2 da luôn. Đầu đây. Đó. Thì ốc đây anh em, đó. Thì con này lỗi chỗ này duy nhất, chỗ này nó bị chóc lớp mà giống như là chỉ quấn anh em, đó. Chóc thôi nha anh em. Tất cả còn lại ok hết nha. Đó, hai da. Thì cái này nặng là 335g, đọt là gốc á, gốc cái này là 28. À, cái này thì thu gọn là 70 cm nha anh em. Đó, 70 cm. Thì ốc cái này ốc thì 65 nha anh em. Đó. Ốc 6.5. Thì giá cây số 2 giá công khai là 900k cộng ship nha anh em. Rồi, tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho người là một cây cần hàng của Suzumi. Đó. Hàng Suzumi, một cây cán vợt Nhật Bãi về. Đó. Cây này cũng còn rất là sáng nha anh em, có dây đeo. Đó. Ngoại hình rất là sáng luôn. Thì cây này là chất liệu carbon. Đó. Hàng Suzumi. Đây nè. Ngoại hình còn rất là sáng nha anh em. Đó. Cây dài 3m6 nha anh em, dạng này dạng chiên cho anh em câu đài, đó. Rồi rất là mới luôn. Thì cây này dài 3m6, nặng là 360g. À, gốc này là gốc 21. Thì con này là ốc 11 nha anh em, ốc 11 thu gọn 113cm, giá công khai là 450k cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Thì cái số 4 lên cho mọi người là một cây, cũng là một cây cán vợt dài 3m6 nha anh em. Đó, chất liệu cũng là chất liệu carbon. Cái này không có chi gàng, ngoại hình tương đối sáng nha anh em. Đó. Ngoại hình rất là sáng luôn. Đây nè. Rất là sáng luôn nha. Đây nè, dạng carbon sẵn đây, đó. Dài 3m6. Hàng này anh em câu đài là khỏi chơi. Thì cái này nặng là chỉ có 240g thôi, gốc là 20.5. Ốc vẫn là ốc 11, thu gọn 110cm, giá công khai vẫn là 350k cộng ship nha. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 lên cho người là một cây cán vợt vẫn là chất liệu carbon nè, đó, carbon sẵn đây. Cây này độ mới ra tầm khoảng 95% nha nè, rất là mới luôn. Sáng bóng, có dây đeo. Thì cây quán vợt này, cán vợt dài 4m5 nha anh em, hàng dài 4m5 Tama. Chất liệu rồi chất liệu carbon, ngoại hình gơi vào chuẩn 95%, rất là mới. Nè. Lóng ở trong là xinh tươi luôn nha anh em. Cực kỳ mới luôn. À, ốc này vẫn là ốc 11 nha anh em. Đó, ốc ở Nhật là xài 11. Thì cái này nặng là 425g, gốc là 22, thu gọn 110cm, giá công khai là
550k cộng ship nha anh em. Đó, ốc 11. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 vẫn là một cây cần cán vợt dài 4m5. Đó, hàng Tama chất liệu carbon. Thì cái này độ mới cũng rất là cao nha anh em. Đó. Cây 4m5 có dây đeo chân nè. Cây số 6 nha anh em. Nè. Thì cái này nó có xuất sắc nha mọi người. Đây xuất sắc đây. Đó. Xuất sắc nha mọi người, cây này xuất sắc. Thì cái này nặng là 425g, góc là 24. Ốc con ốc 11, thu gọn 110cm, giá công khai cái này 500k cộng ship nha em. Đó. Cái số 6. Tiếp theo cái số 7. Thì cái số 7 em lên cho người là một cây cán vợt của Alpha Taco, hàng nội địa. Cây này dài 4m5. Đó. Được quấn chỉ đầy đủ nha anh em. Đó, anh em không thích gì về tháo ra nè. Đó. Bên trong nó còn rất là mới luôn. Thì chất liệu cái này vẫn là chất liệu carbon. Nên nè. Dạng carbon sẵn vòng. Cái cây này rất là cứng luôn nha anh em, đút ra rất là thẳng luôn. Đó. Anh em, đó, và anh em về làm móc lỗ nè. Làm vợt cũng rất là ok anh em. Thì cái này dài 4m5. Đó. Nhìn bon sắn có xuất sắc đi tiên nha mọi người. Đó, vẫn có xuất sắc đi tiên. Thì cái này nặng là 580g. Gốc là gốc 29. Ốc là ốc 11, thu gọn 115cm, giá công khai cây số 7 là 600k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 bên cho người vẫn là một hàng của nội địa nha anh em. Hàng nội địa Nhật, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Thì cái này vẫn dài 4m5 nha anh em. Dài 4m5. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon sóng vòng nha anh em. Đó. Cây này còn mới cái kia nữa. Lúc ra rất là thẳng nha mọi người. Đó. Lúc ra thẳng băng luôn. Đó. Thì có chỗ này mắc cái vòng sắt ở đây, đó, nhưng mà không sao đâu anh em. Nó còn rất là cứng nha anh em, đau anh em mại luôn á. Thì cái này nặng là 60g. Gốc là 30, thu gọn là 115cm. Giá công khai cây số 6, cây số 8 mừng là 600k cộng ship nha nè. Tiếp theo là cây số 9. Cây số 9 em lên cho người là một phần cũng cần nội địa của Nhật cái này. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Cây này có dây gàng. Đó. Đây này, ngoại hình ở đây. Đó. Tương đối sáng nha. Đây, sáng nha. Đây. Chỗ này nó đi chỉ đây đây. Đó. Bao anh em nha anh em, không lỗi lầm chỗ này hết nha. Đó. Mày tương báo sáng nha. Đó xuất sắc nè. Đó. Hàng carbon. Thì cái này nặng là 660g. Gốc là 30, thu gọn 115cm, cây số 11 giá công khai vẫn là 600k cộng ship nha anh em. Đó. Còn cây số 9 giá vẫn là 600k cộng ship. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 em lên cho người là một hàng 5m4 nha anh em. Đó. Thì cây số 10 em lên cho mọi người là một cây hàng của Tru Rap gì đó. Hàng này em lấy từ Nhật về nha mọi người. Đó. Thì cái này dài 5m4, ngoại hình tương đối sáng nè mọi người. Đó. Ngoại hình rất là sáng luôn. Đó. Có dây gàng. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Nè. Ngoại hình sáng nha mọi người. Đó. Chất liệu carbon nha mọi người, ngoại hình khá là sáng. Nè. Nó sáng ở trong đây, đó. Đúng rồi, sáng đây, đó. Ngoại hình tương đối sáng nha mọi người, rất là sáng luôn. Ra tầm khoảng 93% nha. Thì cái này nặng là 610g. Gốc là 27.4. Ốc vẫn là ốc 11, thu gọn là 110cm. Thì cây số 10 giá công khai là 750k cộng ship nha nè. Đó, cây này dài 5m4 nha. Tiếp theo là cây số 11.
thì cây số 11 vẫn là một cây hàng Tama, thì cái này vẫn là hàng carbon nha anh em, hàng carbon đó, và 5m4 mã code đầy đủ đó. Cây này cũng còn rất là ok nha mọi người, sáng tươi đó, sạch tươi luôn, chắc lại về cho được carbon nha mọi người. Cặp bon sắn này đó. Thì cái này ngoại hình nó gơ tầm khoảng 90-93% nha anh em đó, và 5m4 à, nặng là 350g, gốc là 27, à, đọt là ốc á, ốc vẫn là ốc 11, thu gọn 113 cm. Cây này giá công khai vẫn là 750k cộng ship nha, cây số 11. Tiếp theo cây số 12, cây số 12 là một cây cần Olympic đó. Thì cây Olympic này, cây Olympic hai da nha anh em đó. Thì cây này dài 5m4 luôn nha mọi người, ngoại hình đó đây đó, cán vật cho anh em câu gần đó. Nè. Đó, ốc này vẫn là ốc 11 nha anh em, ốc 11 hàng hai da, sẵn tiết luôn nha mọi người. Sẵn ở trong mình rất mới nha mọi người. Đó. Cái khớp nấu này hình như nó có một miếng inox mà nó xúc ra này nè đó. Tất cả ok nha, không lỗi lầm gì nha. Đó, cần cán quạt sao em báo em vậy, ngoại hình rất là sáng nha mọi người, đó, sáng bóng luôn, không có sức nhiều đó. Thì cái này nặng là 552g, gốc là gốc 32, đọt ốc vẫn ốc 11, thu gọn 118 cm, giá công khai cái số 12 này khoảng là 700k cộng ship nha. Tiếp theo là cây số 13, cây số 13 là một cây cần của cây cán vợt của Ramakasu anh em đó, hàng nội địa thì ngoại hình còn tương đối nè anh em, nó ngoại hình ngoài còn tương đối nha, à, chất liệu là chất liệu carbon đó, đây nè dạng Ramakasu carbon nè, cái phôi gamma này là rất là dày luôn nha anh em, nó rất là dày luôn, ngoại hình thì nó có xuất sắc thời gian nè đó. Đó, xuất sắc thời gian nha. Đó, được cái phôi này rất là chắc. Đó, anh em có đánh qua gamma thì anh em biết rồi. Đó. Thì cái này nặng là 600g. Gốc là gốc 27, ốc 11, thu gọn 110 cm. Cây số 13 giá công khai là 750k cộng ship nha. Tiếp theo hai cây cuối cùng. Cây số 14 và cây số 15. Thì cây số 14 là một cây cần của Runfit đó. Thì cái này 5m4 nha anh em, đó, cán vợt 5m4, hàng của Runfit đó. Dặn sẵn hai da anh em, gốc sẵn hai da. Cây này còn khá là mới nha anh em. Đó, cái hóa dây gàng đàng hoàng. Nè, ở trong đây. Đó, cây này còn rất là mới luôn. Dàn carbon sẵn gồm. Sạch tươi nha anh em, đó, sạch tươi luôn, đó. Rạng sơn một tí nha, đó, chứ không có xước, rút ra rất là thẳng nha anh em, đó. Thì cái này dài 5m4, nặng là 750g, 570g, gốc ở dưới là gốc 26.7 nha anh em, ốc vẫn là ốc 11. Thu gọn 110 cm, giá công khai cây số 14 giá là 900k cộng ship nha. Tiếp theo cây cuối cùng, cây hàng của Daiwa hàng hại. Thì cây cuối cùng là cây 15, dạng cây cần Daiwa 45 4m5. Thì cây nào cây hàng hại Daiwa hay sẵn hai da. Đó. Đây anh em, cắt rod nè anh em. Đó, hàng của Korea xuất Nhật. Ngoại hình cây này ra tầm khoảng 95% nha, 93-95%, rất là mới luôn. Đó, hàng đây qua carbon hai da nha anh em, gốc bằng ốc 11 sẵn bồng nè đó,
tấn hai da nè, đó. Anh em đi câu lấy cán vợt ra thôi, người ta cũng nhìn đó, đó. Rất là đẹp nha anh em. Rút ra rất là thẳng luôn. Rất là đẹp nha anh em, sáng ít. Sáng tiết nha anh em. Đó. Rồi, cây số 15. Cây số 15 mà nặng là 620 g, đọt là 3 gốc là 30, đọt là ốc con ốc 11. Cái này thu gọn 115 cm, giá công khai 1,4 triệu cộng ship nha anh em. Cây này thì dài 4,5 m nha anh em. Đó, 4,5 m. Rồi. Đó tổng cộng 15 cây cán vợt em lên cho anh em hôm nay. Nếu em ưng cái nào chốt em sau nội tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.